Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đang tạo động lực để sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển dịch mạnh mẽ từ sản xuất theo chiều rộng lấy số lượng làm mục tiêu sang nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nông sản khẳng định vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường, hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, chất lượng và hiệu quả. Để khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp của địa phương bứt phá đi lên, những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại cây con có năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, góp phần gia tăng giá trị canh tác, từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập cho nông dân. Đây là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thực hiện tiêu chí số 13, hình thức tổ chức sản xuất, các địa phương đã chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, sắp xếp lại hoạt động sản xuất nông nghiệp trên cơ sở đổi mới tư duy, nhận thức, tạo sự liên kết giữa sản xuất gắn với vùng nguyên liệu, với tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tiến tới hoàn thành các tiêu chí khó. Nhận thấy ưu điểm của giống thỏ New Zealand có nhiều ưu điểm và khả năng sinh trưởng và phát triển, sản phẩm thì thơm ngon, bổ dưỡng và sạch, được người tiêu dùng ưa chuộng, đồng thời là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược liệu. Bà Lê Thị Phượng ở thôn Sơn Lầu, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai đã đầu tư chăn nuôi thỏ, bước đầu đem lại tín hiệu khả quan cho phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm nên bà Phượng mới nuôi thử nghiệm vài đôi cùng với chăn nuôi lợn gà. Sau một thời gian nhận thấy nuôi thỏ dễ hơn các con vật khác nên bà tập trung vốn và phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi thỏ với quy mô hộ gia đình. Thỏ là loại vật dễ nuôi, thức ăn cho chúng rất sẵn trong tự nhiên, có thể tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, rau, cỏ, lá cây. Vốn đầu tư ban đầu thấp, mỗi kg thỏ giống chỉ khoảng 60-70.000 đồng trên kg. Chuồng trại chăn nuôi thỏ cũng đơn giản. Người chăn nuôi có thể tận dụng tre, nứa, gỗ để làm chuồng. Nuôi thỏ sẽ có vốn quay vòng nhanh, phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ. Trung bình mỗi năm, thỏ có thể đẻ 6-7 lứa, mỗi lứa từ 6-8 con. Sau 3 tháng nuôi, trọng lượng đạt 2,2-2,7 kg trên con là đã có thể xuất bán. Với ưu điểm thịt thơm ngon, nên thỏ New Zealand được khách hàng trong tỉnh và các tỉnh lân cận đến thu mua hết. Có 60 con thỏ mẹ thôi, cộng với lại 10 con thỏ đực nữa. Cái con thỏ này là nó cũng rất là phù hợp với cái khí hậu thổ nhưỡng ở cái vùng đất này, mà nó cũng rất dễ ăn với các loại cỏ. Mà cô thấy nó mới được 2 tháng thôi nhưng mà đến nay là nó cũng sinh sản được vài chục con mà cũng rất tốt. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, người nông dân đã có những thay đổi lớn trong nhận thức. Nếu như trước đây, người dân chủ yếu chăn nuôi tự phát các loại vật nuôi mình muốn, thì nay họ đã biết tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của thị trường để chăn nuôi các loại vật nuôi phù hợp. Tình trạng chăn nuôi manh mún nhỏ lẻ cũng dần bị xóa bỏ, thay vào đó là hoạt động của các mô hình tổ hợp tác xã, nhóm sản xuất, chăn nuôi để cùng nhau xây dựng kế hoạch, hướng phát triển và quan trọng hơn là địa vị pháp lý của người dân được nâng lên trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị doanh nghiệp thu mua. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng giúp cho các xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Sân Lầu này là người ta phát triển về mô hình chăn nuôi kết hợp, các hộ này là luôn luôn thường xuyên trao đổi với nhau về cách thức, về sử dụng những cái loại hãng cám nào và chuyển giao khoa học kỹ thuật, là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và trong quá trình là giá cả thì cũng như vậy. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, bà Trần Thị Lý ở thôn An Hồ, xã Phong Điền, huyện Bảo Thắng lại mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi hươu lấy nhung, bán con giống và bán thịt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Một đôi hươu con từ năm 2014, đến nay bà Trần Thị Lý đã gây dựng được đàn hươu có thời điểm lên đến 40 con. Đây là nông hộ nuôi hươu duy nhất đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã Phong Niên. Theo bà Lý, hươu nai vốn là động vật hoang dã, có sức đề kháng cao, vì vậy rất dễ chăm sóc nuôi dưỡng. Thức ăn của chúng là các loại lá cây và cỏ. Sau khoảng 2 năm nuôi, hươu được bắt đầu ra sừng, còn gọi là nhung. Người nuôi có thể cắt nhung với thời gian cắt kéo dài đến tháng 2, tháng 3 âm lịch. Mỗi năm, nhung hươu nặng khoảng 400-600 gram, nai khoảng 1-1,6 kg.
nếu được ăn đầy đủ dinh dưỡng, biết thúc vào thời điểm gần cắt, có cặp nhung nặng đến 2 kg. Bình quân mỗi năm có thể cắt nhung từ 1 đến 2 lần ở mỗi con. Vào mùa cắt nhung, cần nuôi hươu ăn thêm tinh bột và những lá cây có nhiều nhựa như là sung, mít, đu đủ thì chất lượng nhung sẽ tốt hơn nhiều. Cái nuôi cái con hươu này thì từ ngày tôi nuôi đến giờ năm nay là 4-5 năm nay rồi, nhưng mà thứ nhất là không phải tiêm phòng, thứ hai nó không có dịch bệnh. Cái thức ăn, nguồn thức ăn của nó mình có thể tận dụng được ở cái nông thôn mình, đây là những cái thức ăn dư thừa. Hiện tại nhu cầu mua nhung hươu trên thị trường là rất lớn, với giá bán bình quân khoảng 1 triệu đồng trên 100 gram nhung hươu và 750.000 đồng trên 100 gram nhung nai. Nếu chăm sóc tốt, hươu có thể cho nhung đến hơn 20 năm. Chính những cách làm hay và sáng tạo trong việc chuyển đổi giống vật nuôi phù hợp với thực tế của địa phương, mô hình nuôi hươu của gia đình bà Lý luôn được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Hiện xã đang theo dõi thường xuyên để có thể nhân rộng mô hình tại địa phương. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo động lực để sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển dịch mạnh mẽ từ sản xuất theo chiều rộng, lấy số lượng làm mục tiêu sang nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Như tại thôn Sa Cờ, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, vài năm trở lại đây, nhờ biết lựa chọn cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, nên đời sống của người dân không ngừng đổi thay từng ngày. Gia đình ông Vương Văn Tầm là hộ luôn tiên phong trong việc đưa những cây trồng giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Gần 30 năm trồng cây ăn quả trên mảnh đất này, ông Tầm đã có cả trang trại cây ăn quả rộng hơn 2 hecta với thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Gần đây có cơ chế thay đổi về hệ thống cây trồng và chuyển đổi nông nghiệp, cơ cấu nông nghiệp. Thì bà con trong thôn ở đội 3 bây giờ là phát triển về hệ thống cây trồng. Thì bà con thu nhập kinh tế thì về kinh tế thì ổn hơn trước kia nhiều về thu nhập. Soi cả hôm nay không thiếu những triệu phú, tỷ phú làm giàu trên chính cái nôi cách mạng này. Người dân ở đây luôn phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Cả thôn có 160 hộ nhưng chỉ còn lại 8 hộ thuộc diện nghèo. Trong thôn không có tệ nạn xã hội, môi trường nông thôn được coi trọng, nếp sống văn minh hiện hữu trong từng gia đình. Nỗ lực của cán bộ chính quyền địa phương của chúng tôi là chuyển đổi cơ cấu cây trồng để cho bà con phát triển về kinh tế. Các gia đình hầu như là đều có xe máy, tivi. Thế nói chung mà còn người là cái làm ăn phát triển kinh tế này nói chung là rất là tốt so với năm trước là rất là khá nhiều hơn. Để khai thác tốt các tiềm năng của mỗi địa phương, chính quyền các cấp cần có các văn bản chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở các lớp tập huấn kỹ thuật để người dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, thay vào đó là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và trồng trọt chăn nuôi nâng cao giá trị kinh tế. Công tác chỉ đạo điều hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ. Thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các địa phương đã quy hoạch được các vùng phát triển kinh tế theo thế mạnh rõ ràng, như quy hoạch vùng phát triển kinh tế lâm nghiệp, vùng chăn nuôi thủy sản, vùng phát triển rau màu. Bà con cũng đã nhận thức được cái vấn đề là trong cái vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế của từng gia đình nhà mình một. Vì là cái này nó có tác động lớn ý, là ở đây là thứ nhất là dựa vào các cái tiềm năng thế mạnh của từng cái khu vực một để bà con áp dụng vào cho cái việc phát triển kinh tế và thực hiện cái quy hoạch của địa phương. Có thể khẳng định, việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đã mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là sự chủ động, đổi mới, tư duy sản xuất của người dân để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, góp phần phát triển ngành nông nghiệp toàn diện và bền vững. Từ việc thực hiện cơ cấu lại sản xuất đã giúp ngành nông nghiệp chuyển dần sản xuất từ số lượng sang chất lượng. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào thực hiện đúng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn ngày càng được triển khai rộng rãi, góp phần tạo nguồn thực phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó, hình thức tổ chức sản xuất có nhiều đổi mới, sản xuất từ nhỏ lẻ từng bước chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa để khai thác tiềm năng lợi thế và phát triển các cây trồng vật nuôi chủ lực. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới kỳ này tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.